Theo số liệu Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày 29 tháng 5, giá thuê nhà ở Anh trong 12 tháng tính đến tháng 4 năm 2023 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục kể từ khi số liệu này được lưu trữ vào năm 2016. Tại London, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn, tăng 5%, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2012. Theo bà Amy North, trưởng bộ phận chỉ số thị trường nhà tại Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, giá thuê nhà tăng nhanh tại Anh chưa có dấu hiệu yếu đi. Giá thuê nhà tăng cao trong bối cảnh sở hữu bất động sản tại Anh ngày càng trở nên đắt đỏ do chi phí vay tăng mạnh. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Anh công bố hồi đầu tháng, lãi suất trung bình cho các khoản vay thế chấp tăng 4,4% trong tháng 3, mức cao nhất kể từ năm 2008. Chi phí vay thế chấp tại Anh tăng nhanh khi Ngân hàng Trung ương Anh liên tục tăng tỷ lệ lãi suất từ mức 0,1% vào tháng 11 năm 2021 lên 4,5% hiện nay và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 6 sau khi tỷ lệ lạm phát tại Anh trong tháng 4 giảm chậm hơn dự kiến. Giá nhà trung bình tại Anh đứng ở mức 285.000 bảng, khoảng 348.000 đô la Mỹ, thấp hơn 8.000 bảng so với mức đỉnh vào tháng 11 năm 2022, song cao hơn 11.000 bảng so với tháng 3 năm ngoái. Tốc độ tăng giá nhà hàng năm giảm xuống mức 4,1% trong tháng 3, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020 và giảm 5,8% so với tháng 2. Theo nhận định của chuyên gia, giá nhà sẽ phần nào phục hồi nhờ giá năng lượng giảm và thu nhập thực của hộ gia đình tăng nhẹ sau khi các khoản chi trả phúc lợi bắt đầu tăng từ tháng 4. Tuy nhiên, bà cảnh báo giá nhà sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong năm nay do giá thế chấp vẫn cao.